Cái hình tượng mà chúng mình đang cùng với nhau đi tìm hiểu đó chính là hình tượng sông Đà đúng không nào hình tượng chị em mình đang cùng với nhau đi tìm hiểu đó là hình tượng sông Đà thì các bạn đều biết rằng là hình tượng con sông Đà thì sẽ mang hai cái vẻ đẹp chính và đây là hai cái vẻ đẹp đối lập chúng ta có thể nhìn thấy ở con sông này thứ nhất đó là vẻ đẹp hung bạo hùng vĩ được thể hiện qua đây ạ à, à, đến đá bờ sông này mặt gành hát lóng này quãng tà mường vát này phải không ạ à? thác nước này và thạch thủy trận được không nào chú ý giúp cho chị nha ô hình như hôm qua ở đây chị chưa đề cập đến cái đoạn thác nước à đợi chị một chút xíu nhá à cái đoạn năm ở đây còn xa lắm mới đến thác là chị tính vào là tức là cái phần thác nước ấy tức là ở cái đoạn năm này nó sẽ bao gồm là thác nước và thát nước ở đây là cái mà chúng mình nhìn thấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là hung bạo được thể hiện qua cái mà chúng mình nhìn vào. Còn cái thạch thủy trận ở đây là thể hiện cái sự hung bạo ở trong tâm địa được không ạ? À? Đó là cái sự hung bạo ở trong tâm địa các bạn nhá. Thì các bạn sẽ chú ý ở đây giúp cho chị này. Chúng mình sẽ có ngày hôm nay sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cái phần trọng tâm của đoạn số 5 này đó chính là thạch thủy trận với ba trùng vi thạch trận ở con sông đà được không ạ à? bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu với chị hiên về ba trùng vi thạch trận này các bạn nhá được không ạ à? rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu này đây hình tượng sông đà rồi nhá ok chưa đá bờ sông này chi tiết đầu tiên này thứ hai dẫn chứng tiếp theo quãng mặt gành hát lóng này tiếp theo là quãng tà mường vát này tất cả những cái này thì buổi hôm qua chúng mình đã cùng với nhau học rồi nên bản thân chị cho rằng là các bạn sẽ phải hết sức chú ý xem lại buổi học ngày hôm qua giúp chị chị sẽ không nói lại đâu được không nào thác nước này đã nói rồi rất là cụ thể rồi và bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với trùng vi thạch trận với chị Hiên các bạn nhá. Ok chưa nào? Ba trùng vi thạch trận được không ạ? À? Chúng mình sẽ có cụ thể ở đây là ba trùng vi thạch trận. Và ở đây các bạn sẽ thấy này, bắt đầu đây được coi là cái sự hung bạo thể hiện qua tâm địa của con sông này. Thể hiện qua tâm địa của con sông này. Và các bạn ơi, các bạn có biết là ở trùng vi thạch trận thì Nguyễn Tuân đã viết như thế nào không? Bắt đầu thông báo này. Tới cái thác rồi. Ở trang 188 nhé. Các bạn có thể đánh dấu từ cái phần đấy giúp chị ạ. Tới cái thác rồi. Ngoặt khúc sông lượt. Thấy sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Hình như mỗi lần có thuyền nào xuất hiện qua quãng ầm ầm quạnh hưu này Mỗi lần có một chiếc nào nhô vào đường ngoặt sông là một số hòn bèn nhồm cả dậy để vồ lấy thuyền. Vậy là các bạn ơi, bắt đầu đến với cái cuộc vượt thác thì chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh được đề cập đến ở đây đầu tiên, đó chính là gì nhỉ? Đó đó chính là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đó chính là hình ảnh của đá trên sông đà. Được không ạ? À? cụ thể là đá trên sông Đà, ok chưa ạ? Thế thì trước tiên chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về hình ảnh của đá trên sông Đà trước, các bạn nhé. Chúng mình sẽ có thứ nhất, đá, thứ nhất, đá trên sông Đà, đá trên sông Đà, hình ảnh đá trên sông, những hòn đá đón tiếp đây, phải không ạ? À? Đón tiếp con thuyền chuẩn bị đến với cuộc vượt thác đây thì các bạn có thể thấy này đá trên sông đà bây giờ như thế nào nhở đã mai phục ở đây cả ngàn năm đã mai phục ở đây cả ngàn năm rồi chứ không phải là ngày một ngày hai nữa và mai phục ở đâu ạ à? mai phục ở một cái chỗ mà người ta rất khó để phát hiện ra luôn đó là lòng sông thế mới thấy được cái sự hiếm độc của bọn đá ở trên sông đà nhá ví dụ nó mai phục nó sừng sững giống như là đá bờ sông dựng vách thành đi thì tôi còn biết nhìn thấy mà tôi tránh bây giờ mà nó mai phục ở dưới lòng sông thì nói thật bị che phủ bởi nước rồi biết đằng nào mà lần đó, bộ đá hiểm độc đến như thế đấy các bạn ạ. À. Thêm vào đấy chúng ta còn thấy nhá. Những cái hòn đá ở đây nó nó có một cái nhiệm vụ là chỉ đợi con thuyền đi ngang qua thôi là sẽ nhồm cả dậy. Để làm gì các bạn biết không? Để vồ lấy hồng, vồ lấy ăn chết con thuyền u là trời các bạn ơi sao mà nó lại độc ác như thế sao mà nó lại hiểm độc sao mà nó lại hung bạo như thế được không biết nữa mấy cái bọn đá tào lao này đúng không ạ thế nên là nếu như mà không cẩn thận nha đi qua những cái đi qua cái cuộc vượt thác mà không cẩn thận nha thì rất là nguy hiểm cho những cái người mà tay lái không vững hoặc là không hiểu biết về dòng sông đà bởi vì nó là cái sự nguy hiểm ở trong lòng sông hay chúng mình gọi với một cái từ đó là tâm địa nguy hiểm từ trong tâm địa bây giờ nói thật người ta ghét mình người ta bộc lộ ra ngoài hay là người ta đang đe dọa mình người ta bộc lộ ra ngoài thì mình còn biết nhưng đây là một cái mối đe dọa mà chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ một cái mối đe dọa mà chúng ta khi mà phải có một cái quá trình trải nghiệm thì chúng ta mới biết được được không ạ à? đã như vậy nha chúng ta còn thấy này mỗi hòn đá trên sông đà mỗi hòn đá mỗi hòn đá trên sông đà mỗi hòn đá trên sông đà thì đã được giao một nhiệm vụ riêng được không ạ à? được giao nhiệm vụ riêng à các bạn ơi thế mới đều chứ chúng nó không những nguy hiểm độc ác từ trong tâm địa hiểm độc từ trong tâm địa mà lại còn bày binh bố trận gì ạ à? bày binh bố trận rất là chuyên nghiệp nữa được không nào à chúng ta có một cái ý đó là trông cái bọn đá ở đây á thì như thế nào các bạn ơi nguyễn tuân liên tục sử dụng những cái biện pháp so sánh biện pháp nhân hóa những cái liên tưởng vô cùng thú vị để những cái hòn đá bây giờ trên dòng sông đà không còn là những cái vật vô tri hòn đá vô tri nữa mà chúng ta cảm nhận được ở đó là gì ạ? Chúng ta cảm nhận được ở đó dường như bọn đá đấy nó đều là những cái đội quân, nó là những cái tên lính rất là thiện chiến và luôn luôn sẵn sàng cho những cái cuộc chiến với 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 cái con thuyền với ông lái đò sông Đà được không ạ? À? Trong bọn đá này thì gì nhỉ? À như một tên lính hiếu chiến. Vì sao lại nói như vậy? chúng ta có thể thấy này hòn thì nhăn nhúm à hòn thì ngỗ ngược các bạn ơi đấy cách dùng từ đấy những cái từ tượng hình đấy phải không ạ à? giúp cho chúng ta tưởng tượng ra giống như kiểu đây là kiểu bọn đá giang hồ ấy đúng không ạ à? như kiểu bọn giang hồ ấy chỉ cần nó rất là vô lý chỉ cần con thuyền đi qua đây thôi thì không cẩn thận á là chết luôn với có cái bọn đá này đấy chứ không đơn giản đâu được không ạ à? các bạn sẽ chú ý giúp chị ở đây nha và mỗi hòn đá thì đều được giao một cái nhiệm vụ rất là riêng cụ thể cho mỗi cái nhiệm vụ đó chính là các bạn nhìn này chúng ta có một đoạn mặt sông rung rít lên như chiếc tuyết pin tuyết pin thủy điện ở đây tuyết pin ở đây có nghĩa là tua pin tức là máy quay phát điện quay nhờ sức nước đầy ấy được không ạ à? rồi nơi đáy hầm đập mặt sông trắng xóa càng làm bật rõ lên những những hòn những tàng trông tưởng như là nó đứng nó đứng nó ngồi nó nằm tùy theo sở thích tự động của bọn đá to đá bé các em ơi thấy không ạ à? tả bọn đá trông hay không à, chúng đang ngồi chúng đang đứng chúng đang nằm tùy theo sở thích và giống như kiểu chúng mình tưởng tượng ra nếu như chúng ta có thể vẽ được một cái bức tranh ý các bạn. Thì các bạn sẽ thấy giống như kiểu là ở dưới cái phông nền là bọt nước tung trắng xóa. Và tự nhiên bây giờ chúng mình nhìn thấy ở trên cái nền bọt nước tung trắng xóa ấy. Là bọn đá nó đang ngồi, nó đang đứng, nó đang nằm tùy theo cái sở thích của từng hòn. Đúng không ạ? À? Đá to, đá bé để nó đợi con thuyền đi vào đây. Được không ạ? À? Để nó đợi con thuyền vào đây đấy. Đúng không nào? Thế nhưng mà ở đây mỗi hòn đá đều được giao một nhiệm vụ riêng dựa trên cái sự chỉ huy của sông Đà à các bạn ơi dựa trên cái sự chỉ huy của sông Đà thì nó bắt đầu dàn bày ra thạch trận dàn bày ra thạch trận được không ạ à? Ok chưa nào? Gian bày ra thạch trận, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Cụ thể về thạch trận trên sông Đà và cụ thể là cái nhiệm vụ của từng hòn đá được giao như sau, các bạn chú ý giúp cho chị này. Thứ nhất nhá. Đám đá hòn chia làm 3 hàng. Được không ạ? À? Đám tảng đám hòn như sau ạ. À. Đám tảng đám hòn chia làm ba hàng chuyên nghiệp không cụ thể là như thế nào nhở cụ thể là ở đây chúng mình sẽ thấy này với một cái nhiệm vụ là chặn ngang trên sông đòi ăn chết cái thuyền nhiệm vụ chặn ngang trên sông đòi ăn chết cái thuyền ok chưa ạ chặn ngang trên sông đòi ăn chết cái thuyền luôn thì ở đây chúng ta thấy rằng là đây cụ thể nhá nó chia ra thành như sau cái thứ nhất đó là hàng tiền vệ à đây ạ à. thứ nhất này chúng ta có hàng tiền vệ kết hợp thêm cả kiến thức về thể thao thế này nữa thì ai mà gọi là đua theo được nguyễn tuân cơ chứ ngày hôm qua học là những cái vùng kiến thức về giao thông này kiến thức về điện ảnh này kiến thức về địa lý này bao nhiêu những cái vốn kiến thức đều đưa vào trong cái phần những cái trang viết của mình đúng không ạ à? bao nhiêu những cái phần kiến thức đưa vào trang viết của mình và ngày hôm nay lại tiếp tục đưa thêm cả cái kiến thức về thể thao nữa hàng tiền vệ có hai hòn canh một cửa đá có hai hòn canh một cửa đá cố tình tỏ ra sơ hở, à, cố tình tỏ ra sơ hở để dụ con thuyền vào. Dồi ôi, nguy hiểm chưa các bạn ơi, đúng không ạ? Nhưng chính hai đứa giữ vai vai trò à, dụ cái thuyền vào ở đây chúng mình sẽ thấy này, hàng tiền vệ có hai hòn cách một cửa đá trông như là sơ hở, nhưng chính hai đứa giữ vai trò dụ cái thuyền đối phương đi vào sâu hơn nữa vào tận tuyến giữa rồi nước sóng luồng mới đánh khuếp quật vu hồi nếu lọt vào đây mà cái thuyền du kích ấy vẫn chọc thủng được tuyến hai thì nhiệm vụ của bong ke chìm và pháo đài nổi bọn đá còn tạo ra những cái bong ke chìm được không ạ à? và pháo đài nổi sẽ có nhiệm vụ gì tức là nếu như vượt được qua cái bọn này vượt được qua cái hàng tiền vệ đầu tiên này thì bắt đầu con con thuyền bây giờ sẽ phải đối mặt với những cái boong ke ở đây là một cái kiểu lô cốt kiên cố của quân pháp và thường được xây chìm các bạn nhá thì ở đây chúng mình sẽ thấy là tiếp tục sẽ phải đối diện với những cái boong ke chìm và pháo đài nổi ở tuyến 3 được không ạ à? ở tuyến 3 đó các bạn thấy không ạ à? thế thì có thể thấy rằng là không hề đơn giản thì ra là cái bọn đá ở trên sông đà này chúng nó đã chúng nó đã bắt đầu lập ra cái âm mưu chúng nó đã sắp xếp từng cái nhiệm vụ một cho những cái gì ạ cho những cái hòn đá ở trên dòng sông đà này mỗi hòn đá thì được giao một cái nhiệm vụ riêng biệt và chính vì thế dường như là cái sự nguy hiểm chợt tăng lên rất là nhiều lần phải không ạ à? có thể thấy nhá đối với ba trùng vi thạch trận mà chúng mình phải trải qua ở đây rõ ràng là nhà văn nguyễn tuân đã sử dụng cụ thể trước tiên đó là nghệ thuật liệt kê này nghệ thuật liệt kê được không ạ à? đó là nghệ thuật nhân hóa này để biến những cái hòn đá vô tri trở thành gì nhỉ trở nên sinh Động. trở nên sinh động các bạn nhá. Những hòn đá vô tri trở nên sinh động để có thể nhằm mô tả được về gì ạ? À? Nhằm mô tả được về hình thù, nhằm mô tả được về hình thù này, về nhiệm vụ này của gì ạ? À? Của đá trên sông này. À, được không nào? của đá trên sông đà đã nói là thạch thủy trận mà tức là một cái một cái cuộc chiến với đá với sức mạnh của nước ở trên sông đà mà được không nào chú ý giúp cho chị nhá và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ cái thạch trận được dàn bày ra với một cái mục đích thạch trận dàn bày với mục đích đó là sẵn sàng ăn chết con thuyền hạ gục con thuyền khi đi qua cái thác này Khi đi qua cái quãng sông này Đúng không ạ? Và đây thực sự là một cuộc chiến Các em ạ Đây thực sự là một cuộc chiến Thực sự là một cuộc đấu tranh Sinh tử giữa tương quan lực lượng Mà chúng ta có ở đây Một bên là dòng sông đà hung bạo Một bên là ông lái đò Với gì ạ? Với con thuyền là chiến mã với mái chèo là thanh gươm được không nào chúng mình ơi chúng mình hiểu phần đầu tiên này chưa ạ chúng mình hiểu phần đầu tiên này chưa chúng ta sẽ chú ý giúp cho chị nhá đây là mới chỉ là những cái ý đầu tiên để nói về bọn đá trên sông đà thôi còn bây giờ cụ thể chúng ta sẽ cùng với nhau bước vào ba trùng vi cùng với người lái đò sông Đà để xem là cái dòng sông Đà này hung bạo như thế nào các bạn nhé trước tiên ở đây các bạn xác nhận lại giúp chị cái phần kiến thức mà chị vừa chia sẻ ạ à. các bạn xác nhận lại giúp chị Hiên về cái vùng kiến thức vừa chia sẻ nha à. à chị ơi mình đi thi có cần học thuộc từng cảnh à, thật ra là như thế này này Bảo ý ơi đa số đề bây giờ là sẽ cho các bạn ngữ liệu kể cả là cái đề minh họa vừa rồi ra ấy thì cũng sẽ có ngữ liệu. Nên là về cơ bản là nếu mà các em ghi nhớ được thì là tốt, còn nếu không thì chúng mình sẽ dựa vào cái phần ngữ liệu ở trong chúng mình sẽ dựa vào cái phần ngữ liệu mà đề bài cho nha. Bởi vì đa số là bây giờ ấy đề bài là sẽ cho ngữ liệu nên các bạn sẽ bám vào ngữ liệu để các bạn phân tích nhá thì cụ thể ở đây cái việc chị đang đi làm rõ cái tùy bút này cùng với các bạn là chị cũng bám vào ngữ liệu thôi cứ đến phần ngữ liệu nào mình sẽ phát hiện ra là à à ở đó thì tác giả có sử dụng cái biện pháp nghệ thuật gì không các tác giả muốn thể hiện cái nội dung gì và cái hình ảnh đó đi kèm với những cái từ đấy thể hiện cái nội dung ý nghĩa như thế nào đem đến cái ấn tượng như thế nào cho bạn đọc đấy kiểu như vậy thôi ok chưa ạ đồng ý không nào rất là đơn giản thôi các bạn cứ nhớ bây giờ khi mà bắt đầu đến với trùng vi thạch trận ấy thì chúng mình sẽ chưa bước vào trùng vi ngay mà chúng mình sẽ phải nhớ về đá trên sông đà đã đấy đá trên sông đà ở đây thì đã mai phục hàng ngàn năm rồi chứ không phải bây giờ mới có và mai phục thì mai phục ở dưới lòng sông. Thế nên chúng ta thấy được một cái bộ mặt rất là hiểm độc nha. Không phải là những cái gì mình nhìn thấy được mà đây là những cái mà đang bị vùi xuống lòng sông và bị nước che phủ đi. Và gì ạ? Nhiệm vụ của bọn đá trên sông này là đợi con thuyền đi ngang qua đây. Tao sẽ bắt đầu vồ lấy con thuyền và ăn chết con thuyền luôn. Đấy thì mình sẽ nhớ cái đầu tiên về gì ạ? À về cái nhiệm vụ này, sau đấy thì bắt đầu nhớ về hình dạng hình dạng ở đây thì sẽ có những cụm từ như là nhăn nhúm này ngỗ ngược này méo mó này và ở đây là sử dụng những cái từ tượng hình để chúng ta nhìn thấy bọn đá này nó có những cái hình dạng rất là kỳ dị và từ đó chúng ta thấy giống như là những cái tên lính hiếu chiến ạ được không nào rồi sau đấy thì bắt đầu là cái hành động của bọn đá bây giờ thì đứa thì ngồi, đứa thì nằm, đứa thì đứng tùy theo sở thích. Bởi vì chúng nó đã chủ trương là dàn bày thạch trận xong rồi và chúng nó đã giao những cái nhiệm vụ riêng cho từng cái thằng đá rồi, đúng không ạ? Thì ở đây nó giao nhiệm vụ nhá. Các cái đám đá tảng, đám hòn thì sẽ chia thành ba hàng để chặn ngang trên dòng sông Đà với mục đích ăn chết cái thuyền. Nhưng mà nếu như không may mà con thuyền có thể chọc được qua Đấy được không ạ? À? à ban đầu hàng đầu tiên chúng ta có một cái hàng tiền vệ. Là có hai cái hòn canh một cái cửa đá và cái cửa đấy là con thuyền có thể đi vào cái cửa đấy để trốn thoát. Thì nếu như mà đi qua được, con thuyền đi qua được cái hàng đấy, được không ạ? À? Thì ngay lập tức là bọn nước bọn nó sẽ ùa vào. Để bọn nó đánh khuíp quật vu hồi, tức là quay lại để đánh quật trở lại. Thế nhưng nếu con thuyền vẫn vượt qua được thì bắt đầu đến tuyến 3 nha. Ta đã sắp xếp rất nhiều những cái bong ke chìm và pháo đài nổi rồi Ở đây là bọn đá nó tạo thành những cái kiểu lô cốt kiên cố giống như của quân Pháp Và thường xây chìm, tức là xuất hiện chìm ở dưới nước Và bọn bong ke chìm, pháo đài nổi ở tuyến 3 này Sẽ ngay lập tức lao đến để tiếp tục tấn công con thuyền À, thì chị mới rút ra là gì ạ? Từ những cái ý ở phía trên, chúng ta thấy được đặc trưng là Bản thân nhà Văn Nguyễn Tuân đã sử dụng những cái biện pháp như là liệt kê này như là nhân hóa này à và những cái hòn đá vô tri bây giờ bỗng trở nên rất sinh động giống như những cái tiên tên lính rất là ngỗ ngược rất là ngang ngược đúng không ạ để nhằm mô tả về hình thù và cho chúng ta hiểu được là bọn đá này nó rất là chuyên nghiệp đúng không ạ à? nó đã dàn bầy thạch trận và cái thạch trận đấy nó đã dàn bầy trong khoảng thời gian rất dài rồi và thạch trận dàn bầy chỉ với một cái mục đích duy nhất thôi là con thuyền mau mau vào đây ta sẽ ăn chết con thuyền đó luôn thế nên cũng bởi vì là cái sự nguy hiểm của đá này sự nguy hiểm của nước trên sông đà thì đây thực sự là một cái cuộc chiến thực sự là một cái cuộc đấu tranh sinh tử trong cái tương quan lực lượng có vẻ là không được cân bằng cho lắm một bên là sông đà rất là hùng vĩ rất là hung bạo dữ dội còn một bên là ông lái đò chỉ với à con thuyền là chiến mã mái trèo là thanh gươm thế nhưng các em ơi thiên nhiên càng dữ dội bao nhiêu thì con người vẻ đẹp của con người lại hiện nên càng rõ ràng bấy nhiêu thì đấy chị trao đổi lại là như thế bắt nhịp vào đây từ bấy đến giờ toàn thấy nói chuyện luyên thuyên thôi hiểu chưa giảng đến đây là lần thứ hai thứ ba rồi mà vẫn còn chưa hiểu thì cũng chịu đấy Trước tiên nhớ giúp chị cứ đến trùng vi thạch trận là phải nhớ được bọn đá trên sông đà trước. Rồi bắt đầu mới đi vào từng trùng vi. Bởi vì cụ thể ở đây là mình sẽ có 3 trùng vi mà. Thì mình sẽ nói luôn là gì ạ? À mình sẽ nói luôn là gì? Mình sẽ nói luôn là... Uh, mình sẽ nói về bọn đá trước. Được không ạ? À? Sức mạnh của bọn đá trước. Xong bây giờ mới bắt đầu nói về từng trùng vi. Ok chưa? Tức là mình phải nói về lực lượng của bên sông đà nó tham gia trong cuộc chiến này bao gồm những ai? Thì nó bao gồm đá và nước đấy ok chưa thì mình làm rõ và nói rõ ra như thế về cơ bản thì không bỏ được câu nào luôn các bạn sẽ thấy nếu như mà người ta cho một cái trích đoạn về người lái đò sông đà thì phải trích gần hết đoạn văn là cái chắc bởi vì ý nào thì cũng là một cái dẫn chứng rất là hay để chúng mình có thể đi sâu vào phân tích mà bà nguyên ơi nhá chú ý giúp cho chị là như vậy ok nhất trí bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với ba trùng vi thạch trận cùng với chị nhá ok chưa nào rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến nha. Trước tiên, trùng vi số 1. Ở đây cụ thể thì các bạn sẽ thấy là à, rõ ràng là bọn sông Đà, bọn đá và nước trên sông Đà. Chúng nó đã bày ra đây cụ thể là ba trùng vi. Trận chiến bắt đầu. Được không ạ? À? Với ba trùng vi thạch trận trận chiến bắt đầu với ba trùng vi thạch trận các bạn nhá y số 1 ok chưa nào chúng mình sẽ thấy ở đây này trùng vi số 1 đây ạ à. trùng vi một được không nào trùng vi một các bạn ơi bắt đầu nhá bắt đầu cuộc chiến nhá hết sức tập trung như sau thạch trận gian bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới một lời thông báo rằng thạch trận đã giàn bày xong rồi bắt đầu này phối hợp với đá nước thác gieo hò làm thanh viện cho đá những hòn đá oai phong lẫm liệt à được không ạ à? chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng nó bắt đầu chúng ta có thể thấy cái ý đầu tiên dẫn chứng đầu tiên như sau được không ạ à? dẫn chứng một dẫn chứng một chúng ta có chi tiết đó là đây ạ à. Thạch trận giàn bầy vừa xong thì cái thuyền vụt tới và bắt đầu phối hợp với đá. Phối hợp với đá chấm chấm cho đến oai phong lẫm liệt. Và gì ạ? À? Một hòn trông, một hòn ấy trông nghiêng thì y như là đang hất hàm. Hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Một hòn khác thì lại lùi lại một chút và thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến gần vào. À. Đây là cái phần đầu tiên mà chúng mình cần phải lưu ý ở trong trùng vi thạch trận số 1 nhá. Đối với cái dẫn chứng này, các bạn phải chú ý giúp cho chị các ý như sau. Ý số 1. Đá được nước chi viện. Được không ạ? À? Đá được nước chi viện đã ngay lập được không ạ? Cụ thể là được cổ vũ bởi âm thanh của gì nhỉ? Âm thanh của nước thác gieo hò làm thanh viện. Được không ạ? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Rõ ràng là gì? Đá và nước thác đã kết hợp nhịp nhàng nhịp nhàng ăn ý với nhau đúng không nào đã kết hợp nhịp nhàng và ăn ý với nhau để có thể tạo ra một cái luồng sức mạnh đánh bại con thuyền trong cuộc chiến này phải không ạ à? ngay rất dễ dàng chúng ta có thể phát hiện ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng ở trong cái phần dẫn chứng này đó chính là nhân và tác dụng của nhân hóa chính là gì ạ làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt và cái hình ảnh đấy sẽ trở nên sinh động hơn thì cụ có thể ở đây chúng ta đã có thể với cái phép nhân hóa mà nguyễn tuân sử dụng chúng ta cảm nhận được gì ạ hết sức sinh động về cặp đôi hết sức cảm nhận cảm nhận được sự sinh động của cặp đôi đá và nước thác đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là gì nhỉ? Đây chính là cái màn gọi là tạo không khí âm thanh được không nào? Náo động để mở màn cho cuộc chiến và chủ động khiến cho con thuyền và ông đò bị phân tán tập trung à được không ạ giống như kiểu các bạn ơi các bạn có thấy là kiểu khi mà đi cổ vũ bóng đá không thế xong bắt đầu là hai đội ra đến những cái phần mà kiểu căng thẳng Nên lại việt nam lại bắt đầu việt nam hồ chí minh đấy kiểu kiểu thế thì đấy cái, cái đấy là như thế đấy hay bắt đầu hét lên việt nam vô địch việt nam vô địch đồng thanh cùng nói như thế thì chính đấy chính là thanh viện đấy ạ Tức là dùng âm thanh để viện trợ, dùng âm thanh hò reo để cổ vũ Để tạo ra những cái áp lực và sức ép đối với đối phương Được không nào? Đấy, thế nên là chúng mình có thể thấy rằng là gì ạ? À, chúng chúng mình có thể thấy rằng là ở đây cũng như thế Bọn đá nó được cái sự hỗ trợ của nước khác để tạo ra những cái luồng âm thanh rất là đáng sợ Là những cái luồng âm thanh kiểu cổ vũ sôi nổi sụp sôi để tăng thêm tinh thần cho bọn Cho những cái bọn đá này và đồng thời cũng khiến cho cũng khiến cho ông lái đỏ sông đà cũng kiểu như là bị khiếp sợ kiểu kiểu thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá được không nào các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá ok chưa đây là cái ý đầu tiên thôi các em nhá bây giờ thì chúng mình sẽ có cùng với nhau cái ý tiếp theo nói về trùng vi thạch trận này có thể thấy rằng đá đã được miêu tả qua rất nhiều góc độ khác nhau đúng không ạ đá được miêu tả qua nhiều góc độ khác nhau cụ thể ở đây chúng mình có nhá những hòn đá bệ vệ này oai phong này lẫm liệt này được không ạ à? những hòn đá bệ vệ oai phong lẫm liệt à rồi gì nữa nhở các bạn nhở đó là cái nghệ thuật nhân hóa được sử dụng để chúng ta có thể thấy rằng đã thể hiện một cái thái độ và cái thái độ của chúng bây giờ đó là cái sự hống hách. Được không ạ? À? Hống hách. Đó là cái thái độ tự tin thái quá. Được không ạ? À? Đó là cái thái độ thị uy. À, để nghênh đón con thuyền vào cuộc chiến, được không ạ? À? Vào cuộc chiến đó các bạn ơi, phân tích là phải kỹ như thế. Đặc biệt là đối với chúng ta có ở đây là những cái tùy bút hay là bút ký là những cái trang viết mà mang lượng thông tin rất là lớn thì chúng ta càng phải cố gắng phân tích sâu hơn nữa, bám sát vào những cái cụm từ và chúng ta sẽ coi đó giống như là những cái chi tiết, giống như là những cái dẫn chứng để chúng ta có thể sử dụng đưa vào trong cái phần bài viết của mình, giúp cho chị nhá. Ok chưa nào? Được không ạ? À? hết sức chú ý giúp cho chị về cái phần này tiếp tục này các bạn sẽ thấy ở đây tiếp tục nhá chưa dừng lại chúng ta còn thấy đó là tả chi tiết hình ảnh của hai hòn đá đây ạ à, chúng mình có như sau này như thế này một hòn trông nghiêng thì y như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi được không ạ tả chi tiết về hai hòn đá cụ thể một hòn trông nghiêng thì giống như kiểu là đang hất hàm. Hỏi được không ạ? À? Con thuyền phải xưng tên tuổi. Con thuyền phải xưng tên tuổi, được không ạ? À? Còn một hòn thì trông thế nào nhỉ? Còn một hòn thì ở đây chúng mình thấy này một hòn trông nghiêng thì y như đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến một hòn khác lại lùi lại một chút và thách thức cái thuyền lùi lại một chút thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến gần vào à các bạn ơi các bạn thấy thế nào ạ vẫn là biện pháp gì nhân hóa và chúng ta có thể thấy rằng là kết hợp thêm với cả so sánh nữa để rồi cho chúng ta thấy được là gì ạ à? nhấn mạnh vào cái sự kiêu ngạo nhấn mạnh vào cái sự coi thường nhấn mạnh vào cái sự sắc sược được không ạ à? nhấn mạnh vào cái sự thách thức nhấn mạnh vào cái sự kè cả nhấn mạnh vào cái sự tự tin thái quá của cái bọn đá trên sông đà này được không ạ à? các bạn có thể thấy không đó bên cạnh đấy một cái hòn lùi vào thì gì nhở tỏ ra là có vẻ đề phòng và cẩn trọng đấy nhá có vẻ là đề phòng và cẩn trọng đấy để đi soi xét đối thủ đấy phải không ạ à? để đi soi xét đối thủ xem là à để xem là con thuyền đang định làm cái gì đúng không ạ à thế thì cẩn trọng để soi xét đối thủ và không quên thể hiện cái sự thách thức có giỏi thì tiến vào vào đây đi cụ thể là đang dùng một cái chiêu thức dẫn dụ con thuyền vào đúng không ạ dẫn dụ con thuyền vào vào trận địa mà chúng nó đã bày sẵn ra rồi thế thì chúng ta có thể thấy rằng qua những cái lời văn của nguyễn tuân bằng việc sử dụng những cái so sánh liên tưởng, bằng việc sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa những cái từ tượng hình và tượng thanh, chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À? Bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã khiến cho người đọc cảm nhận được cái sự công phu trong dàn bầy thạch trận, được không ạ? À? của bọt đá, của bọt đá trên sông Đà, được không nào? Chúng nó đã thống nhất với nhau rồi. Và đó là thể hiện cái sự gian xảo. Sự gian xảo. Cái sự gì ạ? Hiểm độc của bọn đá trên sông Đà. Được không ạ? Của bọn đá trên sông Đà các bạn nhá. Nguy hiểm không ạ? Và chúng ta thấy rằng là đấy, giống như chị nói. Cái điểm nổi bật trong nghệ thuật khi mà nói về trùng vi thạch trận thứ nhất ở đây chúng ta thấy đó chính là cái gì ạ tác giả đã sử dụng liên tục những cái biện pháp à, nhân hóa này so sánh này những cái câu văn ngắn này và ngắt nhịp cực kỳ linh hoạt để có thể làm nên thứ ngôn ngữ giàu chất tạo hình và chúng ta đã bắt đầu hình dung ra được cái cuộc chiến đầu tiên những cái thách thức đầu tiên của con thuyền khi tiến vào trùng vi thạch trận này được không ạ và rõ ràng Điều đặc sắc nhất mà bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã làm được Đó chính là Nguyễn Tuân đã khiến cho bạn đọc hình dung ra Về gì ạ? À? Về cái trùng vi thạch trần Về gì ạ? À? Tưởng như là đang thực sự có một cuộc chiến diễn ra trước mắt mình Được không nào? Các bạn ơi, chú ý giúp chị nhá Đây là cái dẫn chứng số 1 Được không ạ? dẫn chứng số 1. Bây giờ vẫn trong chủng vi một chúng mình có dẫn chứng tiếp theo nhá. Như sau ạ. Dẫn chứng số 2 có mỗi một dẫn chứng thôi mà viết gì mà nhiều thế hả trời. U là trời, đúng không ạ? Rồi chúng mình có tiếp theo này, đó chính là đây ạ. Trận địa phóng thẳng vào ông lái đò, mặt nước hò la vang dậy. Mặt nước Mặt nước hò la vang dậy được không ạ à? mặt nước hò la vang dậy ùa vào bè gãy cán trèo và sóng như thể quân liều mạng vào sát nách mà đá trái mà thúc cối vào bụng và vào hông thuyền được không ạ à? có lúc chúng đội cả thuyền lên cho đến cái phần chúng ta thấy ở đây ạ à. đó chính là à, sóng thắt đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất đây ạ à. Sóng thác đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất, cái luồng nước vô sở bất trí ấy đã bóp chặt lấy hạ bộ của người lái đò sông Đà. Mặt sông tích tắc xoáng sáng loà lên như một cửa bể đom đóm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng. À, được không ạ? À? Chúng ta có cái phần dẫn chứng tiếp theo. Các bạn tiếp tục chú ý gạch ở trong phần sách giáo khoa giúp cho chị về cái phần dẫn chứng này nha. Được không ạ? À? Thế thì rõ ràng là khi mà chúng mình có bất cứ một cái phân đoạn nào Thì chúng ta có hoàn toàn có thể chủ động dựa vào cái phần chị Hiên hướng dẫn ngày hôm nay Để phân tích thật là trọn vẹn cái phân đoạn đấy Đúng không ạ? À? Ở đây đến châm lửa vào đầu sóng Châm lửa vào đầu sóng Các bạn nhá Chúng mình có ý tiếp theo ạ à. Và cụ thể ở trong phần này sẽ thể hiện các nội dung như sau Ý thứ nhất lại tiếp tục là âm thanh của sóng nước phải không ạ à? được miêu tả qua cái cụm từ động từ hò la vang dậy à tức là vang trời thanh la não bạc được không ạ à? tiếp tục là nghệ thuật nhân hỏa mặt nước bây giờ biết hò la để tái hiện âm thanh của trận chiến các bạn nhá để tái hiện âm thanh của trận chiến đó là âm thanh mà nước sông đà cổ vũ cho đá à, được không ạ à? cổ vũ cho đá để mục đích là uy hiếp tinh thần của người lái đỏ được không nào và chúng ta thấy rằng là sau đó thì liên tiếp là gì ạ à? những cái đòn tấn công thật ra đây cũng chính là một cái cách mà bọn sông đà nó rất là nguy hiểm nó tấn công về mặt tinh thần nhá nó tấn công về mặt tinh thần đối với ông lái đỏ được không ạ à? và chính cái âm thanh này đã tăng thêm cái sự hung hãn đã tăng thêm cái sự khó khăn đồng thời đó cũng là cái dữ dội của dòng nước và chính cái sự hung hãn và dữ dội này khiến cho cái cuộc vượt thác với ông lái đò đặc biệt trong trùng vi đầu tiên trở nên khó khăn hơn bao giờ hết thường thì bắt đầu bao giờ cũng sẽ là những cái khó khăn mà đúng không ạ à? thế nhưng ông lái đò khi đã bắt nhịp được rồi thì chúng ta sẽ thấy đó là một tay lái ra hoa một tay lái nở hoa và ông lái đò đã có thể điều khiển cái con thuyền của mình một cách cực kỳ điêu luyện điều đó một lát nữa chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu qua về hình tượng ông lái đò sông đà sau chúng mình nhá hung hãn và dữ dội của dòng nước được không ạ à? hung hãn và dữ dội của dòng nước và từ cái đó đây chính là cái thách thức và khó khăn dành cho ông lái đò sông Đà cùng với con thuyền là chiến mã mái chèo là thanh gương thêm vào đấy nha đây mới chỉ là cái sự tấn công về tinh thần thôi nha bọn sông Đà nó còn tiếp tục tấn công về mặt gì ạ à? à chúng nó bắt đầu sử dụng những cái đòn đánh linh hoạt đánh thẳng vào người luôn Đúng không Đánh thẳng vào con thuyền luôn Không phải đánh vào tinh thần nữa Mà đây là đánh vào thể xác luôn Đánh vào con người luôn Đúng không ạ? À? Những cái đòn đánh linh hoạt được miêu tả như sau Đó là gì ạ? ùa vào bẻ gãy cán chiều ùa vào Bẻ gãy cán trèo này Được không ạ? À? ùa vào bẻ gãy, bẻ gãy cán trèo Rồi thì gì nữa nhở? Rồi thì đá trái thúc gối vào bụng vào hông thuyền đá trái, thúc gối, thúc gối vào bụng, vào hông thuyền, được không ạ? À? Có thể thấy rằng là gì nhở? ùa vào bè gãy cán chèo, tức là cái tâm địa của nó rất là hiểm độc nha, nó muốn đánh hội đồng để làm gì ạ? À? để tước đi vũ khí quan trọng của ông lái đò. À, nó biết được rằng là à đối với ông lái đò thì con thuyền là chiến mã, mái chèo là thanh gươm mà. Thế nên bây giờ nó đánh phủi đầu luôn, nó đánh nhanh, nó đánh phủi đầu. Nó kết hợp cái sức mạnh của toàn cái đội quân đấy ùa vào để bẻ gãy cán chèo của ông lái đò. Cướp đi cái gì ạ? À? Cướp đi cái vũ khí quan trọng nhất của ông lái đò. Chưa dừng lại ở đó nha. Đá trái này, thúc gối này vào bụng vào hông thuyền, tức là đều đánh vào những cái chỗ rất là quan trọng đánh vào những cái chỗ hiểm ấy nói thật là những cái chỗ hiểm là những cái điểm yếu của con thuyền được không ạ à? có thể là sẽ khiến cho con thuyền bị chạch hướng đi có thể là bị lật ngửa đúng không nào thế nhưng nhá tiếp tục nó còn đội cả thuyền lên luôn đội cả thuyền lên được không ạ à? và giống như kiểu là đây là đánh từ đáy nữa đánh hai bên chưa đủ, bây giờ lại còn đánh từ đáy nữa. À đánh từ trên, đánh từ dưới, đánh từ hai bên, mọi phía. Bọn đá nó đang làm đủ mọi cách để có thể thực hiện được cái mục đích của mình là ăn chết con thuyền. Đây là đánh từ đáy mà. Đúng không ạ? À? Bằng sức mạnh của dòng nước mà. Đó, bằng sức mạnh của dòng nước mà. Thế thì các bạn ơi, các bạn có thể thấy là một cái con thuyền bé nhỏ như thế trước một cái gọi là thiên nhiên rất là dữ dằn và hung hãn như thế này nếu như thực sự không có một cái người chỉ huy sáng suốt thì con thuyền có thể bị lật ngửa ngay ra bất cứ lúc nào đúng không ạ à? thêm vào đấy nha nó đánh con thuyền rồi nó còn đánh luôn cả người lái đò đây ạ à, nó túm lấy thắt lưng túm lấy thắt lưng của ông lái đò và đòi lật ngửa ra à phải không ạ có thể thấy rằng đây là một cái đòn đánh trực diện luôn đánh trên đánh dưới đánh ngang và bây giờ là đánh trực diện luôn phải không ạ chúng ta có thể thấy là dồn sức tấn công dồn sức tấn công để làm gì để hạ gục đối thủ à các bạn ơi đánh trên đánh dưới đánh hai bên bây giờ đánh vào trực diện À, rất là hiểm độc và có thể thấy rằng là luồng nước đánh vào hạ bộ của ông đò sông Đà các bạn ơi. Luồng nước luồng nước đánh vào hạ bộ của ông lái đò. Đây là một cái miếng đòn cực kỳ là nguy hiểm các bạn ạ. Một một cái đòn đánh rất nguy hiểm, cực kỳ hiểm độc và mang tính chất quyết định. Mang tính chất quyết định được không nào? Chúng ta có thể thấy rằng là gì nhỉ? À, cái miếng đòn đánh này sẽ rất dễ khiến cho ông lái đò bị hoa mắt, phải chịu đau đớn, đúng không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Cái cảm giác đau đớn ấy được so sánh sử dụng một cái biện pháp so sánh như sau để cho chúng ta có được một cái liên tưởng là nếu như mà ông lái đò gì ạ? À, đón nhận cái đòn đánh ấy thì nó sẽ là như thế này ví von cảm giác đau đớn của ông lái đò với hình ảnh đó là gì ạ giống như bị cả bể đom đóm rừng châm lửa vào đầu sóng giống như bị cả bể đom đóm rừng châm lửa vào đầu sóng được không ạ à? đó các bạn ơi chúng ta có thể thấy rằng là khiến cho người lái đò mất phương hướng tức là gì ạ à? cái miếng đò này giống như kiểu như là mọi thứ nó bị lóa ấy và ông lái đò không có cái khả năng nhìn nữa đang cảm thấy bị hoa mắt ấy kiểu thế á và khiến cho ông lái đò ông lái đò rất có thể sẽ bị mất phương hướng được không ạ à? sẽ bị mất phương hướng được không nào? Rất có thể là sẽ khiến cho ông lái đò bị mất phương hướng và có thể thấy rằng là trong cái trùng vi thạch trận thứ nhất này, bọn đá và nước sông Đà đã không từ một thủ đoạn nào cả. Kể cả những cái ngón đòn cực kỳ hiểm độc để có thể với một cái mục đích là triệt tiêu đối thủ. Ở trùng vi thạch trận 1. Trùng vi thạch trận 1. Được không nào. Trùng vi thạch trận 1. Đá và nước sông Đà. Không từ một thù đoạn nào. Được không ạ? À? Kể cả là những cái ngón đòn hiểm độc nhất với một cái mục đích để ăn chết con thuyền hạ gục người lái đò sông Đà. Và chúng ta có thể thấy được cái sự mưu mô cái sự tàn độc của gì ạ? À? Cái sự hung hãn được không nào? Cái tâm địa xấu xa của đá và nước trên sông Đà đúng không nào? Rất là ghê gớm trong cái sự kết hợp của đá và của nước đúng không ạ? Các bạn hãy chú ý giúp chị nhá. Và ở trong cái trùng vi này thì người mở ra mấy cửa nhỉ các bạn nhỉ? Ở trong trùng vi này thì mở ra 5 cửa trận thế nhưng trong năm cửa trận ấy thì chỉ có bốn cửa tử và một cửa sinh và cửa sinh thì nằm ở đâu nhở cửa sinh thì nằm ở bên tả ngạn của con sông được không ạ à? nằm ở bên tả ngạn đây là trùng vi thạch trận đầu tiên ạ à. các bạn có thể thấy rằng là bản thân nhà văn nguyễn tuân đã sử dụng cực kỳ linh hoạt những cái biện pháp như là nhân hóa so sánh với những cái liên tưởng thú vị để cho chúng ta có thể thấy được về hình ảnh của một cái con sông đà trong cái trùng vi thạch trận cái sự kết hợp của đá và của nước à, và kết hợp rất là nhiều những cái vùng kiến thức kết hợp những cái vùng kiến thức liên quan tới các lĩnh vực ví dụ như là võ thuật này rồi thì thể thao này đúng không ạ à? rồi thì gì nhỏ quân sự này à để làm gì để cho chúng ta dường như thấy được một cái trận chiến sinh động đang diễn ra trước mắt được không ạ à? một trận chiến sinh động đang diễn ra trước mắt người đọc và đương nhiên để có thể làm được điều đó không thể phủ nhận được sự tài hoa sự tài hoa trong ngòi bút của nhà văn nguyễn tuần các bạn nhá chị đảm bảo năm nay mà vào sông đà các bạn chỉ cần viết được những cái ý mà như chị vừa trao đổi thôi ví dụ người ta cho vào một phân đoạn đi mà các em viết được những cái ý mà như chị vừa trao đổi thì chị phải nói thật là quá ngon rồi quá được rồi được không ạ à? bởi vì ở đây mình đi vào từng từ mình đi vào từng câu rồi nên là về cơ bản là gì ạ nên là về cơ bản là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là cứ chỉ cần nhớ được như thế này là ngon lắm rồi chúng mình ạ, à. không cần phải nhớ gì hơn. Xong rồi kết hợp thêm với những cái phần liên hệ mở rộng chị có thể cung cấp thêm cho chúng mình nữa. Thế là chúng mình cứ thế là chúng mình viết thôi. Ok chưa? Các bạn cứ thế là các bạn viết thôi. Nhất trí không ạ? À? Được không ạ? À? Từng ý một, từng câu một, từng hình ảnh một, từng biện pháp một cứ thế mà làm. Được không ạ? À? Chúng mình ơi Nhất trí không? Nhất trí không? Được chưa? Có hiểu phần này không? Nhanh thế nhở? Đã một tiếng trôi qua <laughs> Ok chưa ạ? À em sợ phân tích không kịp, Bây giờ lại sợ là nhiều quá Không biết viết cái gì trước, cái gì sau à Sợ viết không hết à? Ngày xưa thì sợ là không có cái gì Ngày xưa thì sợ là không có gì để viết Mà bây giờ thì lại sợ là có nhiều thứ quá Không biết viết từ đâu Ồ oh, thế mới hay chứ lệ lại rồi ok nhất trí đấy là xong trùng vi thạch trận thứ nhất nhá bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với trùng vi thứ hai được không ạ à? bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với cái trùng vi thứ hai thì trùng vi thứ nhất là cái trùng vi chị cho rằng là phức tạp nhất có nhiều cái để nói nhất thì ở đây chúng ta thấy này ở trùng vi thứ hai và trùng vi thứ ba ấy thì nó khá là đơn giản bởi vì trọng tâm là nói về cái tài năng của ông lái đò trong cái việc là cầm mái chèo và điều khiển cái con thuyền của mình như thế nào thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Đây là trùng vi một Chúng mình có cụ thể bây giờ là trùng vi số 2, đợi chị chút xíu ạ. Hai nhỏ, trùng vi 2. Đây ạ. Trùng vi 2. Ở trùng vi 2 này thì có khá là nhiều những cái chi tiết À, nhưng mà chủ yếu làm nói về ông lái đò thôi thì ở đây chúng mình thấy nhá vòng thứ hai này tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền rồi lại là âm mưu tiếp theo tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền à vẫn là nghệ thuật nhân hóa để chúng ta thấy được một cái tâm địa hiểm độc của dòng sông này và bây giờ thì chúng mình thấy nhá rồi à, cửa sinh bây giờ lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn cửa sinh bố trí lệch bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn các bạn nhá ok chưa nào cửa sinh bây giờ lại bố trí nhiều qua bên gì ạ à? qua bên hữu ngạn các bạn chú ý giúp cho chị ở đây thế thì các bạn sẽ để ý giúp cho chị một chút xíu này bên cạnh cái chi tiết đó thì chúng mình còn thấy có những cái chi tiết như sau đó là hình ảnh của cái dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh các bạn ơi một cái liên tưởng một cái so sánh rất là thú vị của nhà văn nguyễn tuân đúng không ạ một cái dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh các bạn có thể thấy là gì ạ các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta nhìn thấy đó là hình ảnh để được so sánh để nói về sức mạnh của cái dòng nước trên sông đà ở cái phần này phải không ạ à? đây ạ à, chúng mình có thể thấy nhá dòng thác hùng meo đang hồng học tế mạnh sức mạnh của nước thác sông đà đó và chúng ta thấy rằng là gì nữa đây ạ à à trên sông trên sông đá được rồi bốn năm bọn thủy quân nước cửa ải bờ trái xô ra định níu con thuyền vào à đây ạ à, chúng ta có chi tiết tiếp theo này các bạn gạch giúp chị nhé đó chính là bốn năm bọn thủy quân bốn năm bọn thủy quân xô ra để định níu con thuyền vào có thể thấy là trùng vi thạch trận đã được dàn bày cực kỳ là khoa học phải không ạ đã được dàn bày cực kỳ là khoa học và chưa dừng lại ở đó các bạn chúng mình cũng có thể thấy là gì ạ điều này chứng tỏ là cái tâm địa cực kỳ là hiểm độc mặc dù là đã thua ở trong cái trùng vi đầu tiên rồi thế nhưng vẫn tiếp tục mở những cái âm mưu của mình ra thủ đoạn của mình ra để có thể dẫn dụ con thuyền với một cái mục đích cuối cùng đó chính là ăn chết con thuyền đúng không ạ à? rồi sau đó thì chúng nó mặc dù thua cuộc rồi thế nhưng vẫn tiếp tục không ngớt khiêu khích À chị đang tưởng tượng ra cái bọn đá khi mà chúng nó thua cuộc Và chúng nó vẫn không ngớt khiêu khích này Mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa đã tiêu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng Bởi vì là con thuyền đã chiến thắng Đúng không ạ? À? Nhưng vẫn tiếp tục khiêu khích thì đây là ở trong cái trùng vi số 2 nhá Còn lại ở trong trùng vi số 3 Chúng mình sẽ để ý trùng vi 3 Chị nói rồi, chỉ có trùng vi thứ nhất là nặng nhất thôi Thì ở trùng vi 3 này thì ít cửa hơn Thế nhưng mà luồng trái, luồng phải đều là cửa chết, đều là luồng chết cả Và cửa sinh duy nhất, cửa sống duy nhất Cửa sống duy nhất nằm ở đâu nhở? Nằm ở giữa nằm ở giữa hang đá hậu vệ nhá Các bạn ơi về cơ bản thì vẫn là cái thủ đoạn, vẫn là cái mưu mô, vẫn là một cái tâm địa độc ác Thế nhưng mà gì nhở? Con thuyền với cái sự trèo lái của ông lái đò thì đã giành được chiến thắng nhá đã giành được chiến thắng Ok chưa ạ? Đã giành được cái chiến thắng Ở trong trận chiến này thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha đây là ba cái trùng vi mà chúng mình có nhá đây là ba cái trùng vi mà chúng mình có ở trong trùng vi thạch trận trên dòng sông đà có thể khẳng định một điều ở đây chúng mình thấy nhá rõ ràng là trận địa đã được bố trí trận địa được bố trí cực kỳ là khoa học cực kỳ là chặt chẽ được không khoa học chặt chẽ nó giống như là một cái bài toán ấy và bây giờ người làm cái bài toán đấy phải là ông lái đò chứ không có ai khác được không ạ à? thế nên là chúng ta có thể thấy rằng là đây dường như là một cái bài toán dành cho người lái đò sông đà và cái bài toán này đã đặt ra một cái cuộc đấu trí đó là cuộc đấu trí giữa sông đà và người lái đò sông đà được không ạ à? sông đà và người lái đò sông đà để rồi chúng ta thấy rằng là gì ạ à? bằng cái sự kinh nghiệm dũng cảm can đảm mưu lược của con người đã có thể chiến thắng được cái sự hung dữ hiểm ác mưu mô của thạch trận sông đà hãy chú ý nhá vậy là cái đặc trưng ở đây các bạn có thể thấy vẫn là cái nghệ thuật so sánh này nhân hóa này là chủ yếu bên cạnh đó là sử dụng cái vốn kiến thức liên ngành đa ngành và cụ thể là vốn kiến thức về lĩnh vực thể thao này về quân sự này về võ thuật này đã đem đến cho chúng ta dường như có một cái cuộc chiến đấu đang trào sôi trên những trang viết của nhà văn nguyễn tuân và đúng quả thực là như vậy ạ Nguyễn Tuân đã truyền hồn cho chữ Chữ truyền hồn cho dòng sông Và dòng sông truyền cảm xúc cho người đọc Các bạn ơi, thì đấy là đi qua Về chúng ta có ba trùng vi thạch trận Ở trên dòng sông Đà Các bạn đã nắm được chưa ạ? Ba trùng vi thạch trận ở trên dòng sông Đà À, với mới thế đã liệt tay với tê tay rồi Mấy cái đứa này, Mới có một hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà đã liệt tay tê tay rồi là thế nào hả các em? Quan trọng là hiểu, trước tiên quan trọng là hiểu cái đã nhá. Về cơ bản là nếu mà không hiểu thì thì gì ạ? Nếu về cơ bản thì không hiểu thì làm sao mà 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 làm được mà học được? Chị ơi nếu mình muốn liên hệ mở rộng với tác phẩm khác thì như nào? Thật ra thì chị thấy là ở trong cái phần này á Mình có thể mở rộng bằng cái cách là mình sử dụng thêm những cái nhận định À, của những cái người nghệ sĩ đánh giá về cái việc mà Nguyễn Tuân đã xây dựng à, cái thạch thủy trận này cũng được. Chứ còn chị thấy là sẽ khá là khó để có thể liên tưởng hoặc là chúng ta sẽ liên tưởng tới hình ảnh của một cái cuộc chiến nào đó nữa. Được không ạ? Đấy kiểu như vậy thì những cái liên tưởng thường sẽ là liên tưởng với à, những cùng những cái tác phẩm của cùng một tác giả này, sẽ có cái điểm tương đồng hay là khác biệt này. Đấy, chúng ta có thể liên tưởng tới những cái hình ảnh điểm tương đồng này, hay là chúng ta có thể mở rộng bằng việc đưa lý luận văn học, hoặc là chúng mình có thể đưa những cái phần nhận định vào, đó cũng là những cái phần liên hệ mở rộng rồi mà. Được không ạ? À? à chị nói lại phần truyền cảm hứng cho người đọc. À, Nguyễn Tuân truyền hồn cho chữ, chữ truyền hồn cho dòng sông và dòng sông truyền cảm xúc cho người đọc. Được không ạ? À? Nhất trí chưa? Được không? Ok chưa? chúng mình ơi rất là chi tiết từng chút xíu một rồi mà đến bây giờ mà các bạn vẫn còn chưa hình dung ra được thì chị cũng đến chịu luôn á nói thật là như thế nhá đến bây giờ mà vẫn còn chưa hình dung ra được thì chịu luôn đấy được không ok chưa đấy là xong đấy là xong về đấy là xong về dòng sông đà à thông điệp bài học cũng được liên hệ mở rộng sáng tạo thông điệp bài học thông điệp bài học cụ thể là như nào là cái phần mà em uh, rút ra cụ thể là cái phần mà em rút ra thật ra thì cái này á nó sẽ giống như là kiểu nhá ví dụ người ta sẽ có những cái yêu cầu phụ yêu cầu các bạn liên hệ mở rộng còn đa số thì những cái phần liên hệ mở rộng này á nó sẽ chỉ là những cái phần mà giống như kiểu là uh, nó sẽ giống như kiểu là mình rút ra được một cái thông điệp gì đấy ví dụ trong cái cuộc vượt thác này thì cái thông điệp mà mình rút ra được đó chính là dù thiên nhiên có dữ tợn Có hung bạo đến bao nhiêu đi chăng nữa Thì với cái sức mạnh lòng can đảm của con người Thì con người cũng có thể vượt qua được Cái sức mạnh và cái sự trần áp của thiên nhiên Đấy thì ví dụ như thế nó là đang là liên hệ Là suy ra những cái vấn đề đó Bùi Thảo ơi Được không ạ? À? Nhá hãy chú ý giúp cho chị nha Được không? À hôm thi chị Huyên truyền hồn cho các em thì 10 hết à Cũng mong là như thế thôi nhá cũng mong là như thế thôi ạ à. chỉ mong là như thế thôi không mong gì hơn ạ à.